Mến chào quý khán giả đến với chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo. Chương trình do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 vừa qua và ngày Hạnh phúc 20 tháng 3 sắp đến, Hội gửi lời chúc và trân trọng cảm ơn đến tất cả các nhà tài trợ, các đơn vị cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Hội thực hiện các chương trình nhân ái, đem niềm vui hạnh phúc đến với những số phận không may. Chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo kỳ này có gì đặc biệt? Kính mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Tình yêu thương, sự sẻ chia khi được trao đi sẽ tạo nên những điều kỳ diệu nhất trên đời. Chính vì thế, nhiều năm qua, họ vẫn luôn nỗ lực không ngừng lan tỏa những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, mang niềm vui đến với bà con trên khắp mọi miền đất nước. Vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã đem niềm vui, niềm phấn khởi đến với bà con xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Tuyến đường bê tông nông thôn có chiều dài 300m, chiều ngang 2m, bề dày 0,1m đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động, với tổng kinh phí xây dựng là 113 triệu đồng. Đây chính là món quà mà vợ chồng anh Khánh Hiếu và chị Thiên Thương gửi tặng, giúp cho bà con và các cháu học sinh nơi đây không còn phải đi trên con đường sình lầy, trơn trượt và hướng đến cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Trên hành trình kết nối yêu thương mà Hội đã và đang nỗ lực thực hiện, đều tròn đầy những nét đẹp ân tình khó quên. Đó chính là câu chuyện của anh Trần Tuấn Anh, CEO tập đoàn ITL và vợ của mình là chị Trâm, luôn sẵn lòng cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Vừa qua, các cháu Hồng Ân quê ở Kon Tum, Duy Bảo quê ở Đồng Nai, Bảo Trân và Thiên An quê ở Long An đã được vợ chồng anh chị giúp đỡ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim. Sau khi trừ bảo hiểm y tế, nhờ có tấm lòng nhân ái của anh chị đã tiếp thêm cho các cháu và gia đình thêm động lực để vượt qua cơn ngặt nghèo trước mắt. Chị Lương Oanh và anh chị Kiên Linh cũng là những nhà hảo tâm vô cùng đáng quý mà Hội rất vinh dự được gặp gỡ và kết nối. 2 tháng trước, gia đình chị đã đến thăm Hội và trao số tiền 30 triệu đồng. Nhờ có số tiền này mà giờ đây, bé Thiên Kim 3 tuổi quê Long An mới được kịp thời phẫu thuật tim cứu sống. Khi nghe tin bé Thiên Kim được ra khỏi phòng hồi sức và sắp xuất viện, chị Oanh còn dành thời gian đến bệnh viện chân tình thăm hỏi động viên gia đình, cố gắng vượt qua khó khăn và tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi gia đình ở tương lai. Những tấm lòng hảo tâm tìm đến Hội còn có các kiều bào Việt Nam. Dù đang sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn luôn hướng về quê hương. Vừa qua, Hội đã thay mặt cho hai nhà hảo tâm, anh Đức và anh Hòa là Việt Kiều Úc, đến thăm hỏi, động viên bé Minh Tuấn quê ở Khánh Hòa và bé Ngọc Yến quê ở Trà Vinh vừa mổ tim thành công và sắp xuất viện. Đây là hai trường hợp đã được các anh và Hội tài trợ chi phí phẫu thuật tim sau khi trừ bảo hiểm y tế, mỗi ca là 40 triệu đồng. Câu chuyện về tình đồng hương có nhau cũng là những nét đẹp ân tình đã được Hội kết nối và lan tỏa. Khi biết tin cháu trung hậu 15 tuổi quê ở Tiền Giang cần phải mổ tim gấp mà gia cảnh quá khó khăn, không có khả năng xoay sở, một nhà hảo tâm quê cũng ở Tiền Giang đã sẵn lòng tài trợ chi phí phẫu thuật cho cháu trung hậu. Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp ấy, vừa được xuất viện, hai mẹ con đã đến thăm Hội, mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà hảo tâm đã giúp đỡ để Hậu có cơ hội được trở lại mái trường cùng bạn bè đồng trang lứa. Vừa qua, bà Nguyễn Thị Hoa đã cùng với Hội đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố thăm bé Anh Khoa quê ở An Giang, vừa được mổ tim thành công. Khi biết tin bé Anh Khoa cần phải phẫu thuật gấp, với chi phí sau khi trừ đi bảo hiểm y tế vẫn lên đến 35 triệu đồng, gia đình không cách nào xoay sở. Bà Hoa đã sẵn lòng tài trợ, giúp toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bé và xin hồi hướng công đức cho mẹ của mình là cụ bà Lưu Thị Bể. Hơn thế nữa, bà Nguyễn Thị Hoa còn chung tay với bà Minh và em Tô Minh Thư tiếp tục tham gia với Hội trong chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo.
Nhờ các tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm mà 40 bệnh nhân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã được mổ mắt miễn phí. Thật cảm động và trân quý khi các nhà hảo tâm còn dành thời gian đến thăm hỏi, động viên tặng quà. Chúc bà con mau hồi phục sức khỏe, an vui bên con cháu. Nhân đây, hội xin cảm ơn hai nhà hảo tâm là bà Minh và bà Trần Diệu Canh đã có lời giới thiệu bà Hoa đến với hội để cùng chung tay trao tặng món quà ý nghĩa này. Suốt nhiều năm qua, hội rất vinh dự khi được đón nhận tấm lòng chân tình từ thầy Thích Nguyên Chiếu, chủ trì tu viện Kim Cang Bình Chánh, đã luôn đồng hành cùng hội để trở thành điểm tựa cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Vừa qua, nhờ có sự chia sẻ của các quý thầy, quý Phật tử mà ba cháu, bé Minh Đức quê ở Bình Dương, cháu bé con của chị Thương quê ở Phú Yên và bé Minh Thuận quê ở Sóc Trăng đã có cơ hội được kịp thời phẫu thuật tim cứu sống. Biết tin ba cháu vừa ra khỏi phòng hồi sức, quý thầy quý Phật tử đã cùng với hội dành thời gian quý báu đến thăm hỏi động viên gia đình. Qua từng ánh mắt nụ cười của các bé và gia đình, những nhà hảo tâm như được phui lay. Đó cũng chính là động lực để hội tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời bất hạnh đang cần được giúp đỡ. Không chỉ đem niềm vui đến với các cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, mà vừa qua, thầy Thích Nguyên Chiếu, trụ trì tu viện Kim Cang Bình Chánh, đã cùng với Ban Từ Thiện Phật Giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Chùa Từ Quang, Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến, Công ty Sản xuất Tàu Hũ Tươi Nắng Mai Phát, Công ty Tô Minh Châu, cùng quý nam nữ Phật tử, đã chung tay để tài trợ toàn bộ chi phí mổ mắt cho 100 bệnh nhân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Các nhà hảo tâm còn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con. Chúc bà con sớm hồi phục, tìm lại được ánh sáng và thuận tiện hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ba trăm bệnh nhân nghèo vừa tìm lại được ánh sáng chính là tấm lòng của anh Trần Ngọc Phú và những người bạn của mình đã cùng nhau chung tay để tài trợ toàn bộ chi phí mổ mắt cho bà con tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Thay mặt cho con trai và những người bạn, ba mẹ của anh Trần Ngọc Phú đã dành thời gian quý báu cùng với hội đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con vừa được mổ mắt thành công. Nhìn bà con được hạnh phúc, vui cười, nhà hảo tâm càng thêm ấm lòng khi tấm chân tình được trao đi đã mang đến nhiều ý nghĩa thiết thực. 300 bệnh nhân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã vô cùng vinh dự khi được đón nhận món quà quý và vô cùng ý nghĩa. Xuất phát từ nguyện phát tâm của Đại lễ Trai Đàn Vạn Nhân Duyên và Ban Từ Thiện Xã hội Báo Giác Ngộ đã tài trợ toàn bộ chi phí mổ mắt cho bà con. Với mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, thực hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Từ Đại lễ Trai Đàn Vạn Nhân Duyên, quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa đã dành ra số tiền 500 triệu đồng để ủng hộ cho hội, giúp đem lại ánh sáng cho 300 bệnh nhân nghèo và mổ tim cứu sống cho 10 cháu bé bệnh tim bẩm sinh. 250 bà con nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã vô cùng vui sướng và mừng rỡ khi được mổ mắt miễn phí. Đây chính là tấm lòng của anh Trần Tự Minh, chị Kim Đào, Việt Kiều Úc và nhóm bạn thân hữu đã cùng chung tay góp sức giúp cho bà con có cơ hội tìm lại được ánh sáng. Đây cũng là lần đầu tiên anh chị tìm đến hội để cùng tham gia đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Dù xa xứ đã lâu nhưng anh chị và các bạn của mình vẫn luôn hướng về quê nhà, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xoa dịu phần nào nỗi khó khăn vất vả của những bệnh nhân nghèo. 30 bà con nghèo đã vô cùng cảm động khi được lắng nghe câu chuyện của bà Hương ở Hồ Thị Kỷ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn phát tâm làm việc thiện để hồi hướng công đức cho ba mẹ của mình là cụ ông Nguyễn Trí Tính và cụ bà Bùi Thị Phấn. Dịp này, bà đã đồng hành với hội, tài trợ toàn bộ chi phí mổ mắt bằng phương pháp kỹ thuật cao, phaco cộng kính mềm, giúp cho bệnh nhân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có cơ hội được tìm lại ánh sáng. Bằng tấm lòng hiếu thảo và nhân ái của mình,
bà Hương không chỉ tiếp thêm động lực cho những mảnh đời không may, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. 20 bệnh nhân nghèo vừa tìm lại được ánh sáng bằng phương pháp kỹ thuật cao, Phaco cộng kính mềm. Toàn bộ chi phí mổ mắt cho bà con do sư cô Hoàng Liên và gia đình bà Giang Thị Hố ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Bằng tấm lòng nhân ái, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để sẻ chia với cộng đồng, xã hội. Suốt 2 năm qua, sư cô Hoàng Liên và quý gia đình đã luôn sẵn lòng trích một phần tiết kiệm của mình để đồng hành cùng với hội trong các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời không may. Với những bàn tay nhân ái, luôn sẵn lòng trao đi sẽ đem đến cơ hội cho hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân nghèo được cứu chữa. Đó chính là câu chuyện về tấm chân tình mà công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành đã đồng hành cùng với hội, tài trợ toàn bộ chi phí mổ mắt cho 100 bà con nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Bà con ai ai cũng vui mừng, hạnh phúc vì tìm lại được ánh sáng, vừa cảm động khi được các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà. Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành tự hào là một doanh nghiệp có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ với hai dòng sản phẩm đồ dùng nhà bếp, thiên đường của các bà nội trợ và đồ chơi trẻ em Win-Win Toys thân thiện với môi trường. Sản phẩm của gỗ Đức Thành đã có mặt tại 63 tỉnh thành Việt Nam và xuất đi hơn 50 quốc gia trên thế giới. Vừa qua, gỗ Đức Thành còn vinh dự được tham gia hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Hawa Expo 2023 do VForest Fair tổ chức tại trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn SECC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Song song với các hoạt động triển lãm kết nối giao thương tại hội chợ Hawa Expo 2023 lần này, với sự thu hút gần 10.000 khách tham quan trong nước và quốc tế, gỗ Đức Thành đã có cơ hội tự hào giới thiệu các giải pháp hàng đầu cho ngành chế biến gỗ tại Việt Nam. Đối với gỗ Đức Thành, kinh doanh phát triển bền vững luôn gắn với thực thi trách nhiệm xã hội và là định hướng xuyên suốt, được cụ thể hóa bằng những chính sách và chương trình cụ thể. Chính vì thế, không chỉ đồng hành cùng với hội trong các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, mà gỗ Đức Thành còn là đơn vị tài trợ cho các công tác truyền thông của hội, góp phần cùng với hội lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến cộng đồng. Thưa quý vị, gieo nhân ái gặt yêu thương, trên hành trình kết nối những tấm lòng vàng mà hội thực hiện có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người. Sau đây mời quý khán giả cùng lắng nghe chia sẻ của một nhà tài trợ đã gắn bó lâu năm với hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, luôn sẵn lòng sẻ chia vì cộng đồng. Năm 2022 là một cái năm mà đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp. Thì bản thân công ty gỗ Đức Thành chúng tôi cũng vậy. 2023 thì chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục liên hệ với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục tài trợ mổ mắt thêm cho những bệnh nhân nghèo. Ví dụ năm ngoái tụi tôi tài trợ 200 phần, thì năm nay giảm xuống 100 phần. Nhưng rõ ràng là vẫn ý thức được cái trách nhiệm của mình. Chúng tôi là những người làm kinh tế, làm ra của cải vật chất, cho nên chúng tôi giúp dùng cái đồng tiền, dùng cái lợi nhuận mà mình tạo ra đó để giúp cho những người khó khăn hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, nếu như tình hình kinh doanh, tình hình tài chính nó tốt hơn thì chúng tôi lại tiếp tục tài trợ nữa, có thể vào cái dịp giữa năm hoặc cuối năm gì đó. Thì hy vọng là một chút cái tấm lòng của cán bộ công nhân viên trong công ty, của công ty gỗ Đức Thành cũng giúp cho những bà con nghèo không có điều kiện được mổ mắt, được sáng mắt và cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo xin được khép lại. Kính mời quý khán giả cùng đón xem kỳ phát sóng tiếp theo của chương trình để tiếp tục cập nhật thông tin về các hoạt động của hội. Thân ái chào tạm biệt.